Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Dương mời các bạn cùng hành trình cùng Nguyên Dương trên con đường quê hương của tôi trong những ngày tháng hiện nay. Một con đường không được đẹp nhưng đã rộng mở hơn trước đây rất nhiều. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông, theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Hình ảnh được ghi lại qua camera hành trình được gắn trên xe máy. Một loại camera tuy rẻ tiền nhưng chất lượng quay khá tốt, và nó có hệ thống chống rung cũng rất tốt. Hình ảnh nguyên gốc và không có chỉnh sửa dầu rằng trên cung đường nó cũng không thể bằng phẳng như đường miền xuôi, cho nên nó vẫn không được đẹp như ý. Chúc bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thành công. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. I miss you, I die. I need you. I want you. Good night.